Xin chào, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp đua Java Siluzo, một cái model xe mà em về rất là nhiều lần và được rất nhiều các bác khách hàng tại cửa hàng em cực kỳ là ưa chuộng cái dòng này. Nó là một chiếc xe khung nhôm đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý, và toàn bộ dây là chạy âm sườn cộng với cả bộ chuyển động Shimano Soza, bánh 700c bi vòng cối lổ. Và giá bán của xe là 9 triệu các bác nhé, 9 triệu đồng cho một chiếc xe đạp khung nhôm. Và vẫn là cái cách thiết kế của Java là sẽ được mài đi những cái mối hàn. Java này thì là một cái thương hiệu mà rất là chăm chút vào cái mặt ngoại hình. Những cái chiếc xe, những chiếc xe này thì cũng được mài đi mối hàn này, các bác nhìn rất là mềm mại. Khung sườn màu sơn là xám xi măng pha xanh các bác nhé, màu sơn rất là đẹp và cực kỳ là hot trong năm nay. Thương hiệu Java cũng các bác cũng không thể lạ lẫm gì cái thương hiệu này nữa rồi. Thương hiệu của Ý rất là lâu đời trên thị trường xe đạp. Càng xe là sử dụng càng carbon các bác nhé, càng xe là carbon, các bác có thể phân carbon ở đây, phân carbon ở đây. Toàn bộ dây thì được chạy âm sườn với bộ và bộ đề chuyển động của xe là Shimano Soza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa và 18 tốc độ khác nhau. Đùi đạp là đùi trục rỗng này. Đùi này nguyên zin theo xe các bác nhé. Và chủ cũ họ có để lại cho xe một cái bê đan bi vòng. Bê đan này rất là mượt. Đây sau thì cối lổ. Cối lổ. Thì cối lổ là chắc chắn là họ sẽ sử dụng bi vòng này. Đấy, cũng phải là 4 và 6 viên bi vòng. Phanh sử dụng phanh 3 mảnh. Thì toàn bộ chiếc xe này là nguyên zin hết 100% luôn các bác nhé. Tất tần tật đồ là nguyên zin hết 100%. Máy trước cũng được sử dụng là bi vòng luôn, bạc đạn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy. Thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50cm. Thì size sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m66-67 đến khoảng 1m76-77 như là phù hợp. Động full Shimano Soza. Full Shimano Soza với 9 lít 2 đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá là 9 triệu đồng bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.